Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình chương trình Good Morning Washington DC để tiếp tục với phần kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc nhằm tìm hiểu về những tác phẩm của nhà thơ Ý Anh Đỗ Trà Mỹ Hạnh. Thanh Trúc kính chào quý vị và xin mời quý vị bước vào chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc. Thưa quý vị, vùng Đông Bắc thu đang chớm về, buổi sáng sớm gió đã hơi lạnh và quý vị đã thấy từng chiếc lá vàng rải rác trên lối đi, dầu là không rực rỡ, chưa rực rỡ và chưa chan hòa lắm, nhưng mùa thu đã về, đó là dấu hiệu của một sự trở lại của thu miền Đông Bắc Hoa Kỳ, một nhân dáng mà Thanh Trúc khi đọc những vần thơ của chị Thanh Trúc thấy nó rất là tự nhiên và nó đi vào lòng người và nó đọng lại đó một cách thật là mong manh nhưng mà thật là có một cái gì đó rất là đáng yêu. Xin giới thiệu đến quý vị nhà thơ Ý Anh Thanh Trúc. Xin chào nhà thơ Ý Anh. Xin kính chào Thanh Trúc và chào các khán giả của đài SBGN DC. Thưa chị Ý Anh cũng như thưa quý vị là Thanh Trúc cũng khá là phân vân khi gọi chị là nhà thơ Ý Anh bởi vì từ hồi nào tới giờ biết chị thì chúng tôi thường có những buổi ngồi nói chuyện với nhau và những lúc tâm tình với nhau về đủ mọi chuyện trên đời thì Thanh Trúc được biết chị dưới cái tên là chị Đỗ Trà Mỹ Hạnh. Chị là có thể nói là con gái của nhà báo, nhà thơ, nhà văn anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê mà quý vị từng biết. Ông đã cộng tác rất là nhiều báo ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Và bây giờ thì ông đã qua đời. Nhưng mà có lẽ nhờ cái gọi là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh chăng mà tự nhiên chị Mỹ Hạnh lại bây giờ là nhà thơ Ý Anh và lại có hai tập thơ mà chị viết. Thưa quý vị, đó là tập thơ Mong Manh là tập thơ đầu tiên mà Thanh Trúc được đọc của chị. Và tập thơ thứ nhì nối tiếp Mong Manh đó là tập thơ Tự Nhiên. Cả hai tập thơ đều được in ở Hoa Kỳ và ở trong này, như Thanh Trúc nói, những vần thơ thật là tự nhiên, thật là giản dị mà thật là đẹp. Cảm ơn Thanh Trúc về lời giới thiệu đó. Vâng, tôi xuất bản tập Mong Manh cách đây 2 năm, nhưng mà tập Mong Manh này tôi đã gọi là hình thành nó trong 12 năm tôi mới in được cuốn này. Vì những lý do kỹ thuật khác mà tôi không thể kể ra đây, nhưng mà tập thơ Tự Nhiên sau Ý Anh, sau cuốn Mong Manh của Ý Anh thì là chỉ có 2 năm thôi. Dạ, 12 năm cho tập Mong Manh mà chỉ có 2 năm cho tập Tự Nhiên để nối tiếp thôi. Khi mà làm cái tập Mong Manh đó, tôi đã làm cái bản thảo khá lâu rồi để đó, nhưng mà sau vì dọn nhà tôi là mất tập Mong Manh là một, computer bị hư là hai, thì mất luôn cả cái disk có thời xưa đó, là cả cái disk của thì mất luôn. Thì sau này khi dọn nhà tôi mới tìm thấy lại được tập bản thảo đó và làm, tôi nhớ lại là mình nên tiếp tục làm chứ không thể bỏ quên nó được. Và nhất là tìm lại những cái tập bìa mà ngày xưa ông xã tôi đã về Việt Nam in dùm cho tôi, cái tập bìa Mong Manh ở đó ở Việt Nam. Thành ra tôi quyết định ra tập Mong Manh, cho dù đó là đã là một thời gian rất lâu, 12 năm. Dạ vâng. Tôi nghĩ là 12 năm có còn hơn không. Chứ, thưa nhà thơ Ý Anh, mọi người biết chị đó là giống như là một người cộng tác với Nguyệt Sang Cỏ Thơm, một người sang văn học nghệ thuật ở vùng này của nhà văn Phạm Thị Ngọc Dung, và chị là người cộng tác ở trong đó. Phải chăng đó cũng là một cái động lực để thúc đẩy chị là phải sáng tác hay phải làm một cái gì đó? Tôi cộng tác với tập Cỏ Thơm cũng thật ra cũng bắt đầu từ bố tôi. Bố tôi và nhà thơ, nhà văn Lưu Nguyễn Đạt, ông đã khởi đầu từ Cỏ Thơm vào năm 1996. Nhưng mà trước đó là đã làm, bố tôi đã làm rồi, tại vì năm 95 đã có rồi. Thì làm chừng được khoảng một số đầu tiên thì bố tôi qua đời và tôi gặp ông Lưu Nguyễn Đạt. Sau đó thì ông mời tôi cộng tác với tập Cỏ Thơm. Do đó mà tôi có dịp để cộng tác Cỏ Thơm cho đến ngày hôm nay với nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung. Dạ vâng. Thanh Trúc muốn nói chuyện với chị ngày hôm nay ở trong chương trình này cũng như là giới thiệu nhà thơ Ý Anh đến với quý vị, bởi vì theo như là cái cảm nhận của Thanh Trúc là chị làm thơ một cách bình lặng, không ồn ào, không có... ý Thanh Trúc muốn nói là làm như là chị không có muốn phổ biến nhiều, tại vì có nhiều người thì thích được cùng với bạn bè ngồi lại với mình để mà ra mắt cái tập thơ của mình, để mà cùng hàn huyên tâm sự với nhau về văn chương chữ nghĩa Việt Nam của mình ở nơi, một nơi mà rất là xa quê hương của mình. Đó là một cái nhu cầu vô cùng cần thiết. Chị không có định làm như thế phải không ạ? Không, tôi làm thơ thứ nhất, không phải nói tất cả nhà thơ khác, mà cho người biết làm thơ thì trước hết mình làm thơ là để cho chính bản thân mình, để cho nơi là mình trải tấm lòng của mình ra,
đối với thơ của mình, và tôi giữ lại cho mình khá lâu những bài thơ tôi làm cho mong manh và cho tự nhiên. Nhưng mà khi tôi làm vốn mong manh thì tôi được tất cả các bạn khuyến khích rất nhiều, và họ nói tại sao không làm cuốn thứ nhì, chúng tôi chờ đợi cuốn thứ nhì nhé. Thế là từ đó tôi suy nghĩ nhiều về cuốn tập tự nhiên, và tôi sẽ và từ đó mà tôi quyết định ra tập thứ nhì sau cuốn mong manh. Và sẵn đây xin cảm ơn tất cả các bạn của tôi đã ủng hộ cho tôi. Dạ vâng, mà như quý vị thấy là tập thơ này được in rất là đẹp. In như thế này vừa để cho mình trưng lên trên cái kệ sách, nó đẹp, nó mỹ thuật. Mà cái cách trình bày cũng rất là giản dị. Thanh Trúc được biết là cái này có cái sự góp mặt của nhà thơ Trụ Vũ, phải không? Dạ vâng. Bằng cách nào mà nhà thơ Trụ Vũ biết đến và viết cho nhà thơ Ý Anh những cái lời bạc thật là đẹp, thật là dễ thương? Với ông Trụ Vũ thì đây là một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Tôi không hề tưởng tượng ra được rằng hai tập thơ của tôi là đều do ông Trụ Vũ vẽ chữ dùm cho. Nếu nói thật thẳng ra là sau khi in cuốn mong manh thì tôi mới biết rằng nhà thơ Trụ Vũ chính là em ruột của nữ sĩ Vi Khuê ở trong vùng Washington DC này của mình. Nhà tôi về Việt Nam và tình cờ quen với ông Trụ Vũ. Và khi mà biết rằng tôi sẽ ra cuốn sách tập thơ mong manh thì ông vẽ hình, vẽ chữ mong manh, và ông nói, ông đưa cho nhà tôi và bảo giữ đi, nếu như làm bìa thì lấy chữ này làm. Và tôi thấy chữ mong manh đẹp quá, không thể nào mà cưỡng lại được, là tôi nói nhất định là phải ra cuốn mong manh và dùng chữ mong manh của ông. Và tự nhiên cũng thế, khi về Sài Gòn cách đây 2 năm thì ông lại bảo, ủa, ra cuốn tự nhiên thì ông viết cho một chữ tự nhiên. Tôi về tôi lại thấy đẹp quá, thế là tôi nhất định phải ra cuốn tự nhiên, và hai cái bìa này đều là do bạn của nhà tôi ở Việt Nam trình bày dùng cho. À, vậy đó, dạ, đúng là một cái cơ duyên trong văn chương, yeah. trong văn nghệ. Nhưng mà Thanh Trúc thấy như thế này, khi mà Thanh Trúc đọc qua cái tập thơ mong manh đó, có những cái bài thơ, nhưng mà chị làm, chị nhắc về rất là nhiều nơi ở mà chị đã đi qua ở Việt Nam, dù là không nhiều. Đúng. Nhưng mà như là chị đã ở Đà Nẵng nè, rồi quê của ông là ở Hưng Yên ngoài Bắc, gọi là Nhãn Hưng Yên đó, dạ phải không ạ? Đó, nghĩa là con gái Bắc nha. Xong rồi quê của ông anh Đỗ Cẩm Khê đó là ở ngoài Hưng Yên, rồi đi vào trong Đà Nẵng, rồi ở Đà Nẵng xong rồi lại đi vào Sài Gòn. Vâng. Yêu thương Sài Gòn, gắn bó với đất Sài Gòn, nhưng mà sau chị lại ra Phan Thiết học, rồi chị lại nhắc tới Nha Trang, chị lại nhắc tới Đà Lạt, và có những cái câu thơ mà chỉ có coi cái tựa có một chữ, thí dụ như chữ thèm chẳng hạn. À, chữ nó hơi nhỏ thưa quý vị. Sài Gòn trời rớt mưa hanh, nước rơi thẳng đứng chảy quanh chỗ ngồi, lá me thành dãy thuyền trôi, cong cong như vẽ bờ môi đang thèm. Hoặc là cái bài tiễn đó, nó có những câu mà Thanh Trúc cũng cảm thấy yêu nó ghê, là ta tiễn nhau đến giờ giới nghiêm, trên cao trăng hạ một nét huyền, đường khô úa bạc hoang màu lá, phố bỗng rộng lòng ta trải ra. Thưa quý vị, làm thơ là phải trải lòng ra, nhưng mà ở trong cái này đó, trải lòng ra nhưng mà nó không quá tràn bờ, nó không quá lãng mạn, mà nó có một cái gì đó nó rất là mong manh, mà nó rất là chừng mực, mà nó rất là gần gũi, thưa quý vị. Đó là hai bài thơ tôi làm ở Sài Gòn rất lâu. Dạ vâng, còn trong tập thơ chị nghĩ làm sao cái bài thơ là làm từ Sài Gòn mà bây giờ còn nhớ đem vào trong tập mong manh này, mà phải đợi tới 12 năm mới? Tôi vẫn nhớ thơ của mình làm, đó là cái điều chắc có thể là đặc biệt. Những bài thơ tôi làm tôi vẫn nhớ, tại vì tôi vẫn có một tập thơ làm tay mà tôi đã thất lạc, bị mất trước khi qua đây. Dạ vâng. Còn trong cái tập tự nhiên thì nó có nhiều cái dễ thương quá, mà Thanh Trúc thấy như chị bảo là Sài Gòn ở đây tôi vẫn nhớ. Tôi yêu Sài Gòn, rồi tôi yêu vì đó là nỗi nhớ, cho nên tôi yêu từng cái nỗi nhớ của tôi luôn. Và chị nhắc tới là từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Tự nhiên mà từ thơ qua nhạc, nhưng mà nó vẫn có cái gì nó hòa quyện với nhau, giống như màu sắc và âm thanh nó quyện lẫn với nhau. Yêu nỗi nhớ của mình là yêu như thế nào? Cảm ơn Thanh Trúc đã đọc tự nhiên. Mà yêu nỗi nhớ của mình, thực ra trong tình yêu mà không có nhớ nhung thì không gọi là tình yêu, phải không quý vị? Thành ra mình phải yêu cả nỗi nhớ của mình là thế. Nhưng trong tập tự nhiên thì thật sự ra là tất cả đó là tình yêu của chính bản thân mình, cái trải nghiệm của mình qua những tháng năm hồi của mình còn trẻ. Bây giờ mình nhớ lại và mình viết ra, và mình qua những lời thơ của mình. Trong mỗi tập thơ, mỗi bài thơ chúng tôi đều có một cái khúc tự truyện nhỏ nhỏ phía trước dẫn bài thơ, để tôi hy vọng rằng là qua những câu tự truyện đơn như vậy thì sẽ làm cho độc giả dễ cảm bài thơ hơn. Dạ, Thanh Trúc thì cảm ơn nhà thơ Ý Anh. Thực sự, kính thưa quý vị, khi mà đọc
tập thơ mong manh và tập thơ tự nhiên thì bỗng dưng Thanh Trúc nhớ những cái câu thơ của chị, nhưng mà Thanh Trúc lại mường tượng đến những câu thơ mà Thanh Trúc đã được đọc. Mặc dù là cái cách dịch của Thanh Trúc thì không hay, nhưng mà một chiếc lá lìa cành vàng rơi vỡ lòng ta thinh không. Đó là cái tâm trạng của Thanh Trúc khi mà đọc xong tập thơ mong manh và tiếp đó là đọc tập thơ tự nhiên, tức là tiếp nối mong manh. Mà mong rằng sẽ có một lúc nào đó, nếu những tập thơ này rơi vào tay quý vị, quý vị cũng thấy là rơi vỡ khô, rơi vỡ và lòng ta thinh không. Trong cái thinh không nó đẹp lắm. Đó là mong manh, cũng chị mong manh tự nhiên nói không hay bằng Thanh Trúc. Thanh Trúc nói rất thơ quý vị ạ. Thanh Trúc xin phép được tạm ngừng chương trình ở đây và sẽ trở lại với quý vị trong chương trình kế tiếp. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin cảm ơn nhà thơ Ý Anh. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9:30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, từ thứ Hai đến thứ Sáu trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.